Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một bộ sản phẩm, đó chính là combo bộ dàn nóng dàn lạnh của xe Kia Rio 2015. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Dowon của Hàn Quốc. Đây chính là cái dàn lạnh của nó này. Chúng ta nhìn sơ qua nó sẽ khá giống với dàn i10 nhưng mà nó không mấy đâu ạ. Từ dàn nóng dàn lạnh, cái khuôn của nó thì sẽ là như thế nhưng kích thước thì hoàn toàn khác. Đây, đây là phía mặt trước này, phía mặt sau của dàn nóng này. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái combo bộ sản phẩm, đó là dàn nóng dàn lạnh của Kia Rio 2015. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.